nếu mà tất nhiên cái việc mà nổi mẩn ngứa ở ngoài, kể cả lưng hay là mặt hay gọi là khắp người, thì tất thường nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là có thể là thay đổi thời tiết. Thế thường nó sẽ hay có những cái, cái thường nó hay hay có những cái thời kỳ liên quan, đúng không ạ? Ví dụ như là trẻ em thì là tuổi dậy thì nó thay đổi. Thứ hai nữa là chị em phụ nữ thì hàng năm, hàng tháng thì là đến chu kỳ kinh nó phải thay đổi. Thứ ba nữa là đến cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh sẽ thay đổi thời tiết. Thứ tư nữa là gì, có thể là mình ăn uống một cái gì đó trong một cái thời điểm nào đó nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nội tiết. Thì nó có thể là một trong những nguyên nhân để nó có thể nó nổi mụn. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa có thể là chúng ta bị các bệnh lý về bệnh ngoài da. Chẳng hạn như kiểu là chúng ta ví dụ vấn đề vệ sinh chẳng hạn. Vệ sinh có thể ông tắm sạch, ông rửa sạch hàng ngày, nhưng mà lại nằm với chỗ nó bẩn, hoặc cái chỗ mà gần những con gì nó vào nó đốt chẳng hạn, đúng không? Thế thì là vấn đề thứ hai là vấn đề vệ sinh. Vấn đề thứ ba nữa là có thể là cái bệnh từ trong, là thường người ta hay quý, tức là hay nói là được gan, mà đúng là gan là thường là như thế nhé. Là gan là bởi vì một là gan nó nóng thì ở ngoài nó sẽ phát ở ngoài những ra ngoài, và cái thứ hai là gan nó nóng thì nó không đào thải được chất độc, thì nó cũng làm cho cái việc là chúng ta phải đào thải qua da thì nó lại nổi mụn. Thì là trong những trường hợp mà bị như vậy thì cái quan trọng nhất vẫn phải xác định xem thử là chúng ta bị nóng bị nổi là do cái gì, đúng không? Là do nội tiết, hoặc ví dụ trẻ phụ nữ chẳng hạn, là trẻ em thì nó cũng phải khác, hoặc là những chị em phụ nữ đến thời kỳ bắt đầu các cái kỳ mới thì nó có thể nó sẽ bị, đúng không, bệnh tiền nổi, thì phải xác định được cái nguyên nhân. Còn không thì chúng ta có thể uống, khi xác định rồi thì uống. Còn không bôi ngoài nó đỡ hơn. Bôi ở ngoài thì nó đỡ hơn. Bôi ngoài thì nó thường nó an toàn. Giống như có nhân viên mà bảo là uống ở trong thì liều cái từng này cũng 3 gram một ngày, nhưng mà mở ngoặc luôn là dùng ngoặc không kể được luôn, thế là nó an toàn hơn. Thế nhưng mà chúng bôi chúng ta đắp cái gì đó để cho nó nhanh chín cái mủ, để nó tiêu viêm giải độc. Còn cái hợp mà uống thì là tốt.